Bà bầu Hà Anh bức xúc vì bị tài xế Uber đuổi xuống xe, vứt hành lý ra đường. Chia sẻ trên trang cá nhân, Hà Anh tỏ ra rất bức xúc trước cách hành xử côn đồ của người tài xế Uber. Trên Facebook, siêu mẫu Hà Anh gây chú ý khi chia sẻ việc cô bắt một chuyến xe qua ứng dụng Uber thì nhận được một trải nghiệm điếng người về cách hành xử thô lỗ của tài xế. Khi Hà Anh yêu cầu nhờ tài xế tắt radio thì lái xe quay sang mắng nhiếc chị. Mà khách hàng bụng mang dạ chữa, người tài xế này vẫn đuổi Hà Anh xuống xe và vứt hành lý của chị ra đường. Người tài xế này thân thiện đáp gọn lõn: Uber bây giờ đã chuyển qua sáp nhập vào Grab rồi, chúng tôi không cần khách hàng nữa. Trước cách hành xử của tài xế, Hà Anh lên trang cá nhân than thở: Uber ơi là Uber hay Grab cũng được, cấm luôn lão này khỏi đội ngũ lái xe. Phục vụ khách hàng đi cho tôi nhờ, tài xế này có hành vi thiếu nhân đạo và lưu manh thực sự. Rất nhiều người gợi ý cho Hà Anh nên báo cáo sự việc, không chỉ đến Uber mà còn đến Grab, để họ không nhận tài xế này vào hệ thống khi cả hai hợp nhất. Minh Hằng gia nhập quân đoàn Môi Mộng, cầm dài ngoằng khó hiểu của Vbiz. Nữ ca sĩ Minh Hằng gây ngạc nhiên khi xuất hiện tại một sự kiện với khuôn mặt khác lạ. Tuần qua, hàng loạt mỹ nhân như Kỳ Duyên, Phí Phương Anh đều dính nghi án đại tu vòng 1. Khán giả chưa kịp thở đã tiếp tục chứng kiến Minh Hằng điểm danh trong cuộc đua cầm nhọn nhỏ xinh. Mới đây, khi xuất hiện tại một sự kiện do mình làm đại sứ thương hiệu, Minh Hằng đã khiến nhiều người bất ngờ vì gương mặt khác lạ, chiếc cằm dài ngoằng, đôi môi căng mọng hơn trước đã khiến gương mặt của nữ ca sĩ trở nên cứng đờ. Ngay lập tức, những hình ảnh quá khứ và hiện tại của Minh Hằng được ghép lại với nhau để so sánh trên mạng xã hội. Hằng diện đầm xuyên thấu quyến rũ tại sự kiện, tuy nhiên khuôn mặt của cô lại khác lạ. Đôi môi của nữ ca sĩ căng mọng một cách khó hiểu so với trước đây. Thêm vào đó là chiếc cằm dài ngoằng cũng hoàn toàn khó nhận ra nếu so sánh với hình ảnh ngày trước. Khi bức hình chưa Photoshop được chia sẻ, đã nhận được hàng nghìn lượt thích và bình luận trái chiều, đa số đều cho rằng khuôn mặt của Minh Hằng trong bức ảnh quá lạ lẫm do lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ. Một số người còn nhận thấy chiếc cằm dài của nữ ca sĩ ở góc nghiêng khá giống Kiều Duyên, bấm huyệt cùng chỗ với Duyên A. Bức hình chụp ở góc nghiêng cũng cho thấy cằm của Minh Hằng ngày càng dài và nhô ra. Trước đây Minh Hằng nổi tiếng với vẻ đẹp đáng yêu cùng gương mặt bầu bĩnh, làn da ngăm đen. Hình ảnh thuở mới vào nghề và hiện tại của nữ diễn viên ngày càng khác xa một trời một vực. Nỗ lực hỏi người Mỹ bạn biết tôi không? Trường Giang nhận câu trả lời cay đắng. Người đi đường liên tục lắc đầu trước câu hỏi bất ngờ của Trường Giang. Trong chuyến lưu diễn gần đây tại Mỹ, danh hài Trường Giang đã thực hiện một thử nghiệm vui trên đường phố. Anh bất ngờ hỏi một số người đi đường bằng tiếng Anh: Look at me, do you know me? Tạm dịch: nhìn tôi này, bạn có nhận ra tôi là ai không? Và cái kết đắng ghét nhưng cũng không lấy gì làm bất ngờ là người đi đường liên tục lắc đầu và tỏ ra bối rối không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cuối cùng, sau rất nhiều nỗ lực, Trường Giang đành bỏ cuộc và than thở: tại đất nước này không ai biết tôi thực sự rất buồn bã. Trong clip còn có sự góp mặt của nữ ca sĩ Hồng Ngọc và cô con gái nhỏ. Trước cuộc trò chuyện ngẫu hứng của Trường Giang với những người ngoại quốc trên đất Mỹ, nữ ca sĩ cười vui vẻ và giải thích một chút với người đi đường về tình huống bất ngờ này. Thời gian gần đây, Trường Giang dính phải lùm xùm tình cảm với Hoa Khôi Nam Em. Tuy nhiên, cũng như scandal trước đó với người đẹp Quế Vân, Trường Giang vẫn chọn cách hoàn toàn im lặng. Ngã ngựa trước nhan sắc top 70 Hoa hậu biển Việt Nam 2018, phớt phát được đúng tình cũ của Lê Hiếu. Nhiều khán giả đã có thể dự đoán được chủ nhân của chiếc vương miện. Sáng ngày 1 tháng 4, các thí sinh Hoa hậu biển Việt Nam toàn cầu 2018 đã hội tụ tại hai thành phố Sài Gòn, Hà Nội để di chuyển về Kiên Giang, chuẩn bị cho đêm bán kết của cuộc thi diễn ra vào ngày 5 tháng 4 tới tại quảng trường Trần Quang Khải. Top 70 đồng loạt diện áo trắng vào quần tối màu, mang đến vẻ ngoài trẻ trung và thanh lịch. Ăn mặc nhẹ nhàng, đơn giản, nên việc các cô gái cần có một thần thái diện mạo ấn tượng để có thể trở nên nổi bật giữa đám đông cũng là điều dễ hiểu. Thế nhưng, dường như nhiều người đã không làm được điều này, thậm chí một số còn để lộ gương mặt thiếu sức sống, kém thu hút. Trong số các thí sinh, bạn gái cũ của Lê Hiếu Thùy Linh nhanh chóng gây chú ý hơn cả bởi vẻ ngoài hot girl. Các vóc dáng bị đánh giá là quá bình thường, không có gì nổi bật. Gương mặt thiếu điểm nhấn, có người trông nhợt nhạt như thế này. Vẻ mặt rõ căng thẳng hay lạnh lùng của một số thí sinh.
Nếu không nói, liệu người xem có đoán được họ là các thí sinh của một cuộc thi hoa hậu? Thiếu thốn những nụ cười rạng rỡ. Bạn gái cũ của hoàng tử V-pop nổi bật nhất trong top 70. Không chỉ gương mặt body của Thùy Linh cũng rất cuốn hút. Một trong số những gương mặt này liệu có khả năng đăng quang ngôi vị cao nhất hay không? Đoạn tình cảm giữa Nam Em và Trường Giang bị nhà đài cắt bỏ trong 7 nụ cười xuân. Scandal tình tay ba Nam Em, Trường Giang và Nhã Phương chưa lắng xuống thì khán giả lại bất ngờ phát hiện ra rằng chương trình 7 nụ cười xuân mà Nam Em và Trường Giang từng tham gia bị nhà đài cắt xén nhiều đoạn. Chuyện tình tay ba của Nam Em, Trường Giang là chủ đề hot được nhiều người quan tâm nhất hiện nay. Nhiều chương trình mà Nam Em và Trường Giang cùng nhau tham gia liên tục bị cư dân mạng đào mộ. Chỉ mấy ngày trước, khán giả đã phát hiện ra trong chương trình 7 nụ cười xuân tập 17, Nam Em từng hờn trách Trường Giang vì yêu nhau mà chỉ tặng bánh sinh nhật. Chi tiết này trùng khớp với chia sẻ của Hoa Khôi Nam Em về mối tình của cô và Trường Giang khiến nhiều người đặt ra nghi vấn. Không phải Nam Em diễn trong chương trình 7 nụ cười xuân mà đang nói thật lòng mình. Đoạn clip có những chia sẻ của Nam Em trong chương trình 7 nụ cười xuân liên tục được cư dân mạng truyền tay nhau. Tuy nhiên ngay sau đó, nhiều khán giả tinh ý đã nhận ra rằng toàn bộ những phân đoạn tình cảm giữa Nam Em và Trường Giang hay câu hờn trách yêu chỉ tặng bánh sinh nhật của cô đã được ekip thực hiện chương trình cắt bỏ. Cụ thể, tiểu phẩm mà Nam Em và Trường Giang tham gia cùng nhau trong 7 nụ cười xuân được đăng tải cách đây kéo dài khoảng 12 phút. Trong tiểu phẩm, Nam Em và Trường Giang đóng một cặp vợ chồng sớm phải âm dương cách biệt. Khi vợ chồng xuất hiện trong nghĩa địa đã hờn trách chồng, nhớ làm gì, người chồng trả lời, trái tim nói nhớ thì phải nhớ chứ biết làm sao. Người vợ đã ngay lập tức đáp trả, sao anh không đi tìm người phụ nữ khác đi. Người chồng liền tha thiết khẳng định, không, anh chỉ thích người con gái như em mà thôi. Tuy nhiên chỉ sau ít ngày thì đoạn đối thoại tình cảm này của hai vợ chồng đã bị cắt bỏ hoàn toàn. Cũng trong clip trước đó, người chồng còn nắm tay, em có thể cho anh thời gian để thay đổi con người anh được không? Người vợ xót xa hỏi lại, anh đã nhận ra cái sai của mình chưa? Anh sinh ra đã là sai rồi, chưa đúng bao giờ. Người chồng đáp lại, tuy nhiên người vợ mang đã trả lời rằng hai người đã hết cơ hội, bởi hai người đã hai ngã chia ly, âm dương cách trở. Hai vợ chồng, người ma ôm nhau khiến khán giả lặng người, vợ ma còn trách chồng, làm thế này là ác lắm. Tiếp đó khi người chồng hỏi điểm nào ở anh mà em thích, người vợ trả lời, để em phân tích cho anh nghe. Từ lúc quen em tới giờ, anh chỉ tặng cho em một chiếc bánh sinh nhật, đâu tặng gì đâu. Vậy nên em yêu anh không phải vì quà hay bánh sinh nhật, vì ăn bánh sinh nhật em sẽ bị mập. Đương nhiên hiện tại, đoạn trò chuyện này của hai người cũng không cánh mà bay. Trước sự trùng khớp kỳ lạ giữa những phân đoạn bỗng biến mất trong 7 nụ cười xuân và những tiết lộ của Nam Em trong scandal tình tay ba, cư dân mạng lập tức đặt ra nghi vấn, phải chăng đang có một thế lực đứng sau chuyện này? Cư dân mạng tinh ý phát hiện ra một loạt phân cảnh tình cảm giữa Nam Em và Trường Giang đã được ekip sản xuất cắt bỏ. Hóa ra trước Trường Giang, Nam Em đã thả thính Quý Bình trong lúc đang quen Lê Phương. Trong khi lùm xùm tình ái với Trường Giang chưa lắng xuống, thì Nam Em lại tiếp tục vướng thêm tin đồn với Quý Bình. Những ngày qua, cư dân mạng không khỏi xôn xao trước lời thú nhận tình yêu Trường Giang của Nam Em. Người đẹp cho biết cô và Trường Giang đã hẹn hò từ khi quay chương trình Ơn Rời Cậu Đây Rồi. Và đến khi nam danh hài cầu hôn với bạn gái chính thức là Nhã Phương thì dừng lại. Sau khi tiết lộ từng yêu nam diễn viên hài và phải chịu nhiều tổn thương, người đẹp bị dư luận chỉ trích cho rằng đang PR cho sản phẩm mới. Mặc dù sau đó Nam Em đã có lời xin lỗi và gỡ bỏ MV vừa phát hành để chứng minh rằng bản thân không hề mượn gió bẻ măng hay mượn tên của Trường Giang để đánh bóng sự nổi tiếng. Trước áp lực dư luận, người đẹp sinh năm 1996 phải nhập viện truyền nước biển và sau đó cô dành thời gian lên chùa để tĩnh tâm. Trong khi lùm xùm tình ái với Trường Giang chưa lắng xuống, thì Nam Em lại tiếp tục vướng thêm tin đồn với Quý Bình và Ngô Kiến Huy. Mới đây, một cư dân mạng đã lên tiếng tố Nam Em từng thả thính Ngô Kiến Huy, dù biết nam ca sĩ và Khổng Tú Quỳnh đang hạnh phúc. Nam Em và Ngô Kiến Huy có dịp hợp tác với nhau khi cùng tham gia chương trình Ơn Rời Cậu Đây Rồi. Trong chương trình, cả hai có khá nhiều hành động tình cảm với nhau.
Thậm chí Ngô Kiến Huy còn bị Trấn Thành ép hôn nam em Mặn Nồng. Ngoài ra, người này còn cho biết nam em cũng từng hẹn hò riêng với Quý Bình trong lúc nam diễn viên vẫn đang quen Lê Phương. Theo người này, nam em không chỉ rủ Quý Bình đi ăn mà còn nhờ nam diễn viên cầm đồ, dù lúc đó Lê Phương cũng đang có mặt chung đoàn. Mặc dù chưa biết thực hư chính xác ra sao, những tin đồn này đang được cư dân mạng lan truyền với tốc độ chóng mặt. Trước đó Lê Phương cũng từng lên tiếng chỉ trích nam em khi lùm xùm tình cảm với Trường Giang nổ ra. Không chỉ thế, trong khi bình luận qua lại với bạn, Lê Phương còn cho rằng đây là chiêu trò của nam em và ekip muốn vin vào câu chuyện với Trường Giang để tạo scandal đánh bóng tên tuổi. Thông qua thái độ của Lê Phương đối với nam em, nhiều khán giả càng thêm phần nghi vấn về tin đồn này. Quý Bình và nam em từng có dịp tham gia chung trong một chương trình với nhau, chương trình này cũng có sự góp mặt của Lê Phương. Trong hậu trường, khi Lê Phương chăm chút lại nhan sắc, thì Quý Bình lại lân la trò chuyện với nam em. Sau khi ly hôn với Quách Ngọc Ngoan, Lê Phương từng có thời gian hẹn hò với Quý Bình. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn, cặp đôi quyết định dừng lại ở mức độ bạn bè, đồng nghiệp. Nữ diễn viên, nắng sớm mưa chiều, không muốn tiết lộ lý do vì sự tôn trọng đối với người yêu cũ.